Xin chào quý anh chị. Trong cái video này, Hùng sẽ chia sẻ một trong những cái giải pháp để giúp cho anh chị tăng trưởng doanh số bán hàng. Nếu như mà hiện tại anh chị đang có một cái danh sách là số điện thoại, và số điện thoại này là danh sách là những người đã mua hàng của các anh chị rồi, và các anh chị muốn tiếp cận lại cái nhóm khách hàng đã mua hàng để có thể là chăm sóc, bán thêm những cái sản phẩm khác để giúp anh chị gia tăng về mặt doanh số. Tuy nhiên, các anh chị đang loay hoay chưa tìm được một giải pháp để tiếp cận họ với cái chi phí thấp nhất và hiệu quả nhất. Hay là nếu như mà các anh chị hiện tại đang có một cái danh sách khách hàng mà các anh chị không biết được là cái nhóm khách hàng này họ có nhu cầu hay không. Và với cái danh sách số điện thoại này, nếu như mà các anh chị gọi điện ấy thì ví dụ như là khoảng 1.000 số thì các anh chị có thể là phải gọi một cái thời gian rất là dài. Ví dụ như tôi cho ví dụ một sale trong một ngày có thể gọi được khoảng 20 số chẳng hạn đi, thì gọi hết 1.000 số này thì nó sẽ mất đâu đấy độ khoảng tầm hơn 1 tháng đấy, 1 tháng đến 2 tháng với một sale mới có thể gọi hết được cái số điện thoại đấy. Tuy nhiên, nó sẽ có một cái giải pháp để giúp cho anh tiếp cận tới hàng nghìn khách hàng mục tiêu chỉ trong một khoảng thời gian rất là ngắn, trong vòng 1 hoặc 2 tiếng đồng hồ gì đấy thôi. Đó. Thì cái công cụ mà ngày hôm nay tôi sẽ muốn giới thiệu cho anh chị đó chính là cái công cụ là SMS Marketing, nó có tên gọi là SMS Go. Thì cái công cụ này tại sao nó có thể giúp được cho anh chị? Thì tôi gọi cái giải pháp này nó có tên là quảng cáo, thì chính xác nó là quảng cáo SMS giá rẻ với chỉ 10 đồng cho một SMS. 10 đồng cho một SMS, các anh chị có thể tưởng tượng như này, 10 đồng cho một SMS là cái chi phí bỏ ra để có thể tiếp cận được một khách hàng tiềm năng, một khách hàng của anh chị, một khách hàng đã mua hàng, thì cái giá nó rất là rẻ thôi các anh chị. Tôi lấy ví dụ như này, các anh chị tiếp cận tới 10.000 số điện thoại khách hàng tiềm năng và cái tỷ lệ chuyển đổi tôi tính nó chỉ là 1% thôi, thì nó sẽ ra được 10 khách hàng, đúng không ạ? Là 10 khách hàng, và mỗi một cái khách hàng ấy nó sẽ mang lại cho anh chị lợi nhuận từ 100.000 cho đến 1 triệu đồng, hoặc vân 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 vân, nó tùy từng cái sản phẩm dịch vụ của anh chị. Và như vậy là ví dụ như 10 khách hàng mà mỗi một cái sản phẩm nó sẽ giúp cho anh chị lợi nhuận là khoảng 100.000 đi, thì nó sẽ cho anh chị là lợi nhuận là 1 triệu đồng, đúng không ạ? 1 triệu đồng cho các anh chị. Và các anh chị biết là cái chi phí bỏ ra để có được 1 triệu đồng lợi nhuận đó là bao nhiêu vậy anh chị biết không ạ? Đó, nó chỉ là 10.000 đồng thôi. Tức là 10.000 đồng để các anh chị thu về 1 triệu đồng. Đấy, tôi đang tính với cái lợi nhuận cho một đơn hàng nó chỉ ở khoảng tầm 100.000 thôi đấy. Còn nếu như mà lợi nhuận đơn hàng nó sẽ là 1 triệu thì nó sẽ là bao nhiêu? Đó, con số nó sẽ rất là lớn, và nó đang chờ các anh chị khai thác cái giải pháp này và biến cái ở những cái điểm mạnh, những cái lợi thế của cái sản phẩm này về mặt chi phí để giúp cho anh chị chuyển đổi thành đơn hàng và gia tăng lợi nhuận, cũng như cái công việc kinh doanh của anh chị nó phát triển một cách bền vững hơn, và đồng thời nó sẽ giúp cho khách hàng của các anh chị nhận được những cái sản phẩm, những cái giá trị tuyệt vời hơn khi mà sử dụng dịch vụ của anh chị. Ok, và bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị cái cách thức để chúng ta vận hành cái giải pháp SMS Go này như thế nào, các bước cụ thể nó ra làm sao và đo lường nó như thế nào, và bây giờ thì xin mời anh chị cùng xem cái video. Và đầu tiên đó chính là chúng ta cần phải có một cái danh sách khách hàng mục tiêu, đúng không ạ? Và danh sách khách hàng và như bạn thấy ở trên cái màn hình thì đây chính là một cái danh sách của tôi, và trong danh sách này thì nó có 3 cái trường chính, và bạn có thể tạo ra mình nhiều cái trường khác nhau. Mà cái trường đầu tiên chính là cái trường là xưng hô đó. Xưng hô này chúng ta có thể là xưng hô anh chị đấy. Trường thứ hai là tên, và trường thứ ba rất là quan trọng là trường số điện thoại. Ok, như vậy là tôi đã có cho mình một cái danh sách khách hàng mục tiêu, và thứ hai đến bước thứ hai thì tôi sẽ add cái danh sách này lên trên cái phần mềm của tôi. Ok, và đây là cái giao diện của cái phần mềm. Thì bây giờ thì tôi sẽ bấm nút đăng nhập. Thì cái giao diện của phần mềm đầu tiên là nó sẽ là cái phần tên đăng nhập và cái mật khẩu. Đấy. Đợi một chút.
Sau khi đăng nhập phần mềm xong thì nó sẽ báo là sẽ tìm thiết bị SMS. Sau đó thì nó sẽ báo là đã tìm được cổng kết nối SMS. Thì đó, mình sẽ bắt đầu cài đặt cái tên cho cái Dcom và cái cổng kết nối SMS này. Và đây là cái số tin nhắn cho một phiên gửi của tôi, là tôi đặt nó là 300 và thành công. Ok, sau đó thì tôi sẽ tải cái dữ liệu của tôi lên, cái danh sách của tôi lên. Thì lưu ý các bạn là các bạn chọn là Excel Workbook từ 97 đến 2003 thì mới có thể nhìn thấy được. Thì đây là cái danh sách của tôi. Nếu mà tôi tải lên thì ngay lập tức nó sẽ cập nhật cái dữ liệu khách hàng vào trong cái phần mềm đó. Ok, tiếp theo là tôi sẽ soạn cái nội dung cho cái phần tin nhắn này. Và tiếp theo cái phần để giúp cho chúng ta tiết kiệm chi phí thì đến cái bước là chúng ta soạn cái phần tin nhắn để có thể là chúng ta gửi tin, gửi ví dụ như là chúng ta sẽ soạn là S3 và chúng ta gửi đến số 170. Ok, và tin nhắn gửi thành công. Sau đó thì chúng ta sẽ check cái phần inbox. Và ở đây nó sẽ có phần thông báo là chúng ta đã đăng ký thành công cái gói S3 và cái phí dịch vụ nó chỉ là 3.000 đồng thôi. Và chúng ta sẽ có 300 tin nhắn nội mạng sử dụng đến 24 giờ. Đó, thì 300 tin và chúng ta chỉ mất có 3.000 đồng thôi, tức là 10 đồng trong một tin nhắn. Nó rất là rẻ thật các bạn. Và cái này thì là áp dụng cho nội mạng. Còn đấy, với đây là nội mạng của Viettel. Còn nội mạng của Mobi nó sẽ là 25 đồng, còn nội mạng của Vina nó sẽ là 100 đồng. Tuy nhiên hai mạng kia thì cái số điện thoại nó không có quá nhiều, và chủ yếu nó sẽ là Viettel thôi. Và chúng ta có thể sử dụng nhiều, có thể sử dụng SIM có nhiều mạng, ví dụ như của ở Viettel chúng ta chỉ gửi cho Viettel thôi, của Vina chúng ta sẽ gửi cho Vina, và của Mobi chúng ta sẽ gửi cho Mobi. Đấy, để giúp cho chúng ta tiết kiệm về mặt chi phí. Và như vậy là cái phần cuối cùng, sau khi mà tôi đã đăng ký gói cước là thứ nhất, thứ hai là tôi đã soạn nội dung là thứ hai, và bước tiếp theo là ở đây thì tôi sẽ lựa chọn là tôi gửi nội mạng để tiết kiệm chi phí, hoặc là tôi sẽ chọn là gửi tất cả và chúng tôi sẽ bỏ dấu tích này đi, hoặc là tôi sẽ gửi cái phần tin nhắn là có dấu thì tôi sẽ bỏ cái tích này đi, và nếu như mà tôi để cái phần tin tiếng Việt không dấu thì tôi sẽ tích vào cái nút tích này. Đó, các bạn nhìn thấy trên màn hình nha. Đó, ok. Và bước tiếp cuối cùng thì tôi sẽ bấm nút gửi SMS, và khi tôi gửi thì ngay lập tức thì sau khi mà tôi gửi xong ấy, thì ở đây nó sẽ là cái phần thống kê và báo cáo cái số lượng tin nhắn đã gửi, số lượng tin nhắn thất bại và số lượng tin nhắn ngừng gửi. Cái số lượng tin nhắn ngừng gửi ấy, thì chính là ví dụ như là sai số đó, hoặc là cái mạng đấy nó không hiểu là nó thuộc cái mạng nào cả đó, thì nó sẽ báo chế độ là nó sẽ không gửi cho cái số đấy. Và thất bại là những cái tin nhắn mà không gửi được. Thì nguyên nhân như thế nào, thì ví dụ như có thể là nguyên nhân đó là có thể là cái SIM đấy là hết tiền đấy, hoặc là có thể là do một vài những cái vấn đề về 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 nhà mạng đó. Thì lúc đấy thì các bạn có thể là liên hệ với mình để được hỗ trợ, hoặc là có thể là cái SIM của mình nó sẽ không gửi được tin nhắn nữa đó. Ok, và tôi vừa giới thiệu cho bạn xong cái phần rất là cơ bản trong có một cái chiến dịch để gửi tin nhắn đến khách hàng tiềm năng với cái chi phí nó rất là thấp. Và nếu như bạn quan tâm đến cái giải pháp quảng cáo chăm sóc khách hàng bằng SMS với cái chi phí nó vô cùng là thấp, chỉ là 10 đồng cho một tin nhắn thôi, giúp bạn có thể là bán thêm được rất là nhiều hàng hóa, cũng như là giúp cho bạn có thể chăm sóc được khách hàng một cách tốt hơn, để qua khách hàng có thể là quay trở lại mua hàng nhiều hơn trong những lần mua hàng tiếp theo, hay là khách hàng có thể là giới thiệu cho bạn bè họ để có thể là mua hàng đó. Thì các bạn có thể là quan tâm và sử dụng cái giải pháp SMS Go của bên tôi, của bên Hùng. Ok, rất là cảm ơn quý anh chị đã xem cái video này, và rất là mong có thể được hỗ trợ anh chị trong cái việc phát triển công việc kinh doanh nó trở nên bền vững hơn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Xin chào. Và đừng quên
bấm nút đăng ký kênh YouTube của tôi để có thể nhận thêm những cái video khác về marketing, về cái giải pháp tăng doanh số và bán hàng. Rất là cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.